Rồi, chào anh em. Hôm nay tiếp tục lên một con xe rù 3 cầu 10 bánh có cẩu nha anh em nha. Con này động cơ Isuzu 3 máy dầu 3KR1 36 mã lực. Con này có tời luôn nha anh em nha, tời thủy lực luôn ha. Đây, tời thủy lực luôn. Đó. Tời thủy lực cáp đầy đủ ha. Cầu nè anh em. Đó. Cầu trước nha. Con này thì cầu trước nó có xài nhíp luôn ha. Đó, chống sóc luôn. Đây, cẩu đây. Cẩu này là cẩu Unix nha anh em. Đó, cẩu Unix xoay 360 độ. Đó, xoay vòng tròn luôn nha. Tình trạng bánh rinh hết nha anh chị nha. Đây bánh rinh nè. Đây bánh rinh luôn nè. Đó. Mâm nước sơn rinh luôn. Đó, sườn xe đồ rinh hết nha anh chị nha. Chỉ có hai cái viền này là em dặm lại thôi nè. Đó, cái viền này lên thẳng bên kia và cái viền bên kia đi xuống, là hai cái viền này nó bị dăm nó xấu, em dặm lại thôi. Đó, dặm xung quanh cái viền nữa nha. Còn ton thép, sườn bọng, mâm miết vỏ đồ rinh hết nha anh chị nha. Đó, vỏ rinh luôn nha. Tình trạng vỏ rinh hết nha anh chị nha. 3 cầu 10 bánh. Đó, thắng là thắng dầu nha anh chị. Thắng là mà thắng một lần là ăn 8 bánh luôn ha. Cẩu Unix 1 tấn. Đây là cái bộ điều khiển nha anh chị. Đó, bộ điều khiển nha. Nó có chỉ nè. Đó, cái này là ra cần nè. Cái này nâng lên nâng xuống nè. Cao thấp nè. Cái này ra dây nè. Đó, này ra cần nè, vô cần nè. Cái này là xoay 360 độ nè. Nè, hai chân tú nè. Này là tời nè anh chị. Đó, ra này ra vô là tời chạy nha. Đây tời chạy nè. Đó, nào. Đó, hoạt động nè. Này là ga tay nè. Đó, ga tay. Này là trợ lực lái ha. Đó, lái trợ lực. Thắng ga nè, thắng dầu con. Số là 4 tiếng 1 giây. Đó. Tắt máy bằng chìa khó ha. Con này chạy động cơ Isuzu 3 máy dầu nha. Bao máy không đổ hơi nha anh chị nha. Đó. Chạy xe nè anh chị. Cần là dài 3m8 nha anh chị. Dài 3m8 đẩy 3 khúc. Cần dài 3m8 đẩy ti 3 khúc luôn nha. Con này là đẩy ti 3 khúc nha anh chị nha. Cần này thì nó có nhiều đời lắm. Đời thì đẩy ra chỉ có 1 ti thôi. Còn cái khúc cuối là anh em phải rút tay ha. Còn cái này là đẩy bằng ti luôn, không phải rút bằng tay ha. Đó, rồi có một đời nữa là nó chỉ xoay 180 độ thôi nha anh chị nha. Đó, nó chỉ xoay ngang qua bên kia và xoay ngang qua này thôi. Nó không có xoay vòng tròn như cái cẩu này đâu nha. Đó, tùy đời, nhiều đời lắm nha. Cẩu Unix. Gới thay gới mới rồi nha anh chị. Đó, gới là thay gới mới rồi. Tình trạng xe là những phần này là rinh bên Nhật về hết nha anh chị nha. Máy bao cho anh chị là không đâm, không sửa, không chữa, không bung, không đụng nha. Nói chung là rinh hết. Rinh cẩu riết rồi máy móc cầu số rinh hết nha anh chị. Ở bên em chỉ dặm lại một cái viền xung quanh cái đó thôi. Còn ngoài ra là bao cho anh chị rinh nha. Bình thì thay bình mới là tất nhiên rồi. Đó. Con này chạy vỏ sau là vỏ 6-14 nha anh chị. Còn vỏ trước là 26 × 10-12. Đó. Rồi, chị quan tâm xe liên hệ em số điện thoại 0835 585879, địa chỉ thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.